Chia sẻ với anh Hà Lê thêm thông tin là ở số trước thì Bảo Trang và Dư Anh Mỹ hóa thân thành những bệnh nhân tâm thần. Có lẽ như là chúng tôi xả trại được quá nhiều nên trong tuần này chúng tôi nhốt lại bớt nên bối cảnh nó quay về đây. Anh nghĩ là hai bạn nó chỉ là gọi là tăng cấp độ thôi đúng không? Mới cái chuyển trại thôi chứ còn nó vẫn ở trong cái khổ đấy. Vâng ạ, anh cùng nhau lắng nghe những lời nhận xét từ phía hội đồng và giám khảo. Xin mời ạ. Đang nhiều chữ chạy trong đầu anh quá. Wow. Anh thấy bất ngờ về Trang là rất lớn, bởi vì anh biết là hip hop là một cái style mà không phải, nếu mà mình không được tập từ lâu và mình không được ở trong cái văn hóa đấy thì nó sẽ rất là khó để cho mình có thể kiểu gọi là bắt chước lại những cái động tác đấy. Nhưng mà chắc là anh nghĩ là trong máu em cũng có một tí, kiểu em chưa được tiếp xúc nhiều với cộng đồng đấy nên là bây giờ anh thấy em bộc ra rồi đấy. Có rất là có cái chất đấy, có cái ngầu đấy, và cái mặt của em khi em diễn ấy nó rất là ra. Mà anh thấy là có một đoạn đầu tiên lúc em hơi quên bài nhưng mặt em vẫn chưa không quên diễn, mặt em vẫn rất là ngầu. Không sao hết. Đấy, ta xử lý thì cái bản lĩnh của chúng ta mới được dày thêm được. Phần biên đạo của Mỹ thì anh chỉ dành lời khen về phần chuyển hình, về phần làm sao để cho Trang có thể tỏa sáng được gì hôm nay em làm được cái việc đấy. Nhưng cái phần mà biên đạo mà anh chờ đợi em ấy, về mặt choreography hay là về những cái thứ mà anh chờ đợi em thì anh chưa thấy nhiều lắm. Anh mong rằng em sẽ bước ra bên ngoài ánh sáng nhiều hơn một chút nữa. Em cảm ơn lời khen của anh Hà Lê, tại vì thực ra là em cũng chưa bao giờ nhảy hip hop. Em với cả Mỹ cũng tập thời gian rất là ngắn cũng như các bạn thôi. Em dành rất nhiều thời gian để quan sát Mỹ cũng như em rất là hâm mộ anh từ rất lâu rồi. Còn một xíu nữa thôi ạ, về bài dựng thì em nghĩ là bản thân Mỹ có thể làm được một cái bài dựng tốt hơn như thế rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là kiểu Mỹ sẽ chọn những cái gì phù hợp cho em nhất. Và Mỹ nghĩ là hôm nay ở đây thì anh ok. Hôm nay ở đây anh ok. Nhưng mà tuần sau và vòng sau anh không ok với việc đấy nữa đâu. Dạ. Bởi vì ý anh là bọn em phải push lẫn nhau, bọn em phải thúc đẩy lẫn nhau. Cảm giác của anh là giống anh Hà Lê luôn. Rất là ấn tượng với cái phần thể hiện của Trang. Lúc nãy anh cũng không có biết nếu mà em có học tập hip hop trước đây hay không. Nhưng trong cái bài này em với mấy bạn dancer thì cũng ngang với nhau trong cái phần thể hiện, thì cái đó rất là hay. Và cũng đồng ý với anh Hà Lê với cái phần thể hiện của Mỹ thì yes yes yes, kéo Trang lên, kéo lên luôn, em hiểu không? Và chạy đòi hỏi mệt em không làm được, no, bỏ qua, em phải làm, cuối cùng là mình phải làm nhá. Cái quan trọng là các bạn lan tỏa được cái hơi thở của hip hop xuống và cả khán phòng này đều cảm nhận được một cái bầu không khí rất là hip hop ở đây. Đó là một cái hay trong cái việc mà Trang truyền tải cũng như là Mỹ có thể truyền tải được cái không khí hip hop đó tới mọi người. Điều thứ hai nó muốn khen đó là cái phong độ của Trang vẫn rất là ổn định, vẫn rất là tốt. Và thậm chí nó có nhỉnh hơn một chút nữa so với cái số trước đây. Có những cái đoạn mà rất là mềm mại đúng chỗ. Đôi khi mình cứ tưởng hip hop lúc nào cũng phải ngầu, lúc nào cũng phải chất, lúc nào cũng phải mầm. Nhưng có những lúc Nu thấy giống như là Trang đang múa rất là nhẹ nhàng trong cái bài biên đạo này. Thì cái đó cũng là một cái bài tính rất hay để mà hai người có thể phối hợp. Ha, mặc dù là cố nói là xấu đi nhưng mà thôi cái này thì phải cứ để đẹp đi chứ đừng có xấu, tại vì khi anh vẫn thích có khoảng hai vết nhọn nồi ở đây nó sẽ cô này cô thích đẹp, cô cứ thích đẹp okay, đó okay, okay. Cô làm tâm thần cô cũng thích đẹp, bây giờ cô làm tù nhân cô cũng thích đẹp. Và một điều nữa là hồi nãy Nu có thấy một cái cú lộn rất là đẹp, cái đó của Mỹ đúng không? Tự nhiên lúc đó lại một ý tưởng là sao không phải là Trang, khi mà nếu Trang lộn được cái cú đó nhưng mà bù lại Trang đã đi được một đi cái vòng, một cái vòng twist phía sau nó rất là đẹp. Và đó là một cái sự cái trick đi bộ đấy, nó làm thỏa mãn liền, nó thỏa mãn liền cái tính hiếu kỳ cũng như là cái thắc mắc của Nu ngay lúc đó. Chúc mừng các bạn đã làm rất tốt. Em cảm ơn anh. Xin được cảm ơn phần nhận xét đến từ các thành viên trong ban giám khảo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc nhìn của hội đồng bình chọn. Cái cảm xúc của mình mến đang cảm thấy rất là đã khi mà mình xem từ đầu đến giờ sàn đấu vũ
đạo đang bắt đầu rất là nóng lên rồi với cái màu áo cam này và với cái tinh thần của Duy Anh Mỹ cũng như là Thị Bộ Trang. Với Trang á, Mỹ, Trang rất là bản lĩnh sân khấu cho nên là Mỹ sẽ cực lắm. Ngoài cái việc là em làm tròn trịa cái bài của mình ra nữa, Mỹ nên đóng vai trò là giác khán giả một lần nữa để mà mình khảo sát lại cái bài và đòi hỏi hơn ở cô này. Cái đó là cái điều mà mình muốn góp một cái gạch đầu dòng nhỏ cho cái hành trình của bạn. Cảm ơn chị Mến. Cảm ơn đại diện biên đạo ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm từ vị trí ban giám khảo. Xin mời anh Trần Huy ạ. 8 điểm. 8 điểm. Nô Phước Thịnh ạ. 9 điểm. Điểm số cuối cùng. Xin mời giám khảo Hà Lê. 9 điểm. Xin được chúc mừng một lần nữa Dương Anh Mỹ và Thiều Bảo Trang. Cộng thêm một điểm cho cái kết.